Bây giờ mình sẽ đục cái lỗ ở đây, nhưng mà mình thì thích đi lưới hơn là đục theo cái kiểu bull tun hả? Bull tun nó khó kiểm soát lưới hả? Cái đó là nó đục giống như kiểu là ngẫu nhiên mà không có quan tâm lưới đẹp hay xấu á, thì nó chỉnh nó rất là cực. Cho nên là mình muốn làm cho nó đẹp thì mình sẽ phải sao, mình sẽ ship đi thằng này ra nè, ship đi thằng này ra nè, gen y gen x cho nó vô vô đây được chưa. Rồi thằng này mình bấm h, mình chỉ chọn thằng này và thằng này, bấm ship h thêm lần nữa. Rồi ở đây thì mình sẽ lấy cái đường này và mình sẽ lấy luôn cái đường đường này đó. Mình sẽ bấm Ctrl Y, mình bấm X vertex ha, hoặc là mình chọn luôn cái thằng này, mình bấm X vertex, chọn này top nè ha, ship set nè ha, form này Z and X nè, cho nó đúng cái điểm này. Rồi mình sẽ extrude nó ra chụp X Ctrl đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn hết cái thằng này, chọn A luôn đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm Alt Y extrude file along normal, kéo nó ra và tới ngoài ngoài đây. Rồi nó là như thế này ha đó. Và bây giờ mình sẽ phải ý là hai cái đường này nó rất là đẹp và giống nhau rồi đó. Mình sẽ bỏ một nửa bên đây ha, x và test đó, bỏ luôn đó. Cho nên là mình không có chế độ chọn cái chế độ wireframe, cho nên là nó chỉ có chọn một nửa ở bên đây mà nó không chọn một nửa bên này, là thấy không. Cho nên là khi mà để cái chế độ solid thì các bạn phải lưu ý. Rồi bây giờ mình bấm lép lại ha, mình qua ship set để wireframe nó và mình bấm x đó. Bây giờ nó mới mới đúng ha, ok chưa. Rồi ship set chọn cái thằng này. Rồi bây giờ mình sẽ y and z ha. Z lần nữa ha. Control ở chỗ đây, trên mặt phông là nó nằm ngay điểm nào, nó tắt cái subdivision đi ha. Rồi ở đây nó đang bị xéo nè, các bạn thấy không, nó bị xéo một đường như thế này, mình phải làm cho nó phẳng lại. Cho nên là mình sẽ bấm là S yes, kéo nó vô đây và bấm cho mình là số 0 ha. Rồi bây giờ mặt phông và mình sẽ phải bấm Ctrl R, hoặc các bạn chọn cái thằng này bằng Z and Z lên trên đây đó. Y nè, Z nè, Z lần nữa nè điểm này. Rồi bạn chọn hai cái thằng này, các bạn bấm Y Ctrl vô đây chưa đó. Chủ yếu của mình là tạo một cái đường như thế này. Các bạn chọn cho mình là số 3, bấm Alt, bấm X, bấm Face này, Alt số 3, 1 2 3, bấm X, bấm Face ở đây, bấm Face luôn, X Face ha. Cái chỗ này mình giữ nó để làm mình cái làm cái bảng bảng gốc, kích thước để mà mình dễ chỉnh sửa ha. Rồi bây giờ mình có một cái khối như thế này rồi đúng không? Giờ làm sao để mà mình tạo cái bề cong cho nó? Bây giờ mình sẽ phải chọn là số mình bấm tab chọn số 3, bấm Alt là nó chọn cái bề mặt bên bên ngoài đúng không? Mình xóa ngay luôn ha, hoặc là mình ẩn nó đi. Được. Rồi, bây giờ các bạn bấm Shift đó, chọn như thế này, được chưa? Rồi mình bấm Ctrl Y là đảo ngược vùng chọn ha, mình bấm X, mình bấm Face. Bây giờ nó chỉ có một một cái như thế này thôi. Mình xóa luôn hai cái đường này. Đó, X số 1 đi. Chọn nó, Alt để chọn nó ha, X I crop, X I crop on. Rồi bây giờ mình bấm Nh tất cả, mình chọn lại nó, bấm Tab, mình chọn hai điểm ha, nhớ Shift Z quét chọn. Rồi bây giờ mình sẽ Shift Z này, chọn nó. Mình bấm Z Z nó ở bên ngoài, chọn này, Shift Z chọn này, Shift Z. Ctrl Shift B, xin lỗi Ctrl B. Đó, là nó tầm này. 0.08 đi. Ok chưa? Ừ. Rồi bây giờ mình bấm A. Bây giờ các bạn bấm Mirror lên cho mình. Hiện tại bây giờ nó Mirror thì chút ít, có nghĩa là nó mirror qua bên đây. Nhớ là bấm Flip Pin nè, mình chọn luôn cái trục Y nè, mình kiểm tra mặt của nó trước là đúng mà ha, ok chưa. Face on E and E là Actual File Along Normal, bạn thấy không, nó đúng đó. Shift Z nè, đó là nó ra đúng như vậy luôn. Ok, rồi kiểm tra mặt một lần nữa đó, nó bị đảo không, cái này nó không mấy như giờ nó bị đảo. Bấm Tab, bấm A, bấm Shift N ha, Ctrl S, chọn nó, chọn Mirror và chọn Subdivision, bấm Smooth with Face. Rồi vì ở đây nó có cái một cái mặt, cho nên các bạn bấm X, các bạn bấm Face, và ở đây nó cũng có một cái mặt, cho nên là các bạn tắt cái mirror đi. Các bạn thấy bên này mình nói đó, ở đây chứ Ctrl ở đây X Face đó. Các bạn có cái mặt ở đây á, là nó sẽ bị lỗi, nó nhúm lại ngay cái chỗ clipping của nó đó. Không, Shift Z Ctrl R một đường, Ctrl R ở trên này một một đường, Ctrl B xin lỗi mình Ctrl Z lại ha, Z lại luôn. Rồi bây giờ mình bấm số 1 nè, các bạn thấy là nó nghiêng đúng không, cho nên là nguyên cái thằng này nè, điểm này mình di chuyển nó xuống dưới Z Z được chưa. Rồi Ctrl R ở đây, bấm Ctrl V, chấm 0.7 hoặc là chấm 0.8 đi, được chưa? Đó, rồi Shift Z chọn nguyên cái thằng này, đó, di chuyển nó lên chút xíu, không thằng này thôi, Z Z tới đây. Vì sao tới đó? Vì ở đây nó có một cái đường các bạn thấy nè, nó phải đi như thế này đúng không? Rồi nó mới ra như thế này, đó, nó đều nhau, cái okay chưa? Đây mà ha. Rồi còn bên trong, Ctrl R, Ctrl B cũng là chấm 0.8, đây vào đó, thấy chưa? Subdivision Mirror cho nó đây một một đường đi, bên đây cũng vậy luôn. Alt Shift bấm Ctrl B đó. Rồi ví dụ như Ctrl R dồn nó lên đây một một chút, Ctrl R rồi đó, như vậy là đẹp nè ha. Để xem cái ở đây nó có cái mặt không, hình như ở đây nó có cái mặt, cho nên làm các bạn thấy nè, ở đây nó bị nhúm nhúm lại thôi. Các bạn tắt cái mirror đi, đúng mirror luôn, số 3 ha, chọn 1 2, tắt cái subdivision luôn 3. Rồi các bạn bấm X
cái bấm bấm face và bật cái subdivision lên và bật cái mirror lên đó, các bạn thấy không? Rồi ok, như vậy là các bạn đã xong được cái để mình xem cái vòng tròn bên ngoài, vòng tròn bên trong. Ok được rồi đó. Ok rồi, tới cái đường này các bạn bấm cho mình Ctrl R ở đây một đường, shift set ha. Rồi and us kéo nhấn shift và di chuyển con chuột lên hoặc xuống đó, nó như thế này. Hoặc là các bạn bấm us, các bạn bấm nhấn chấm trên bàn phím ha, các bạn chọn cho mình là pop center us theo cho nó bằng với cái thằng này us. Rồi đó, cho nó có một cái đường ngắn ở đây nè. Rồi bây giờ các bạn bấm Z and Z hoặc là Z and X, bấm Z and X đi, Z and X cho nó vô đây, chấm 0015 đi. Đó. Rồi Ctrl R ở đây, một đường kéo nó ra, ví dụ như là chấm 0.7 thôi, chấm 0.07, trừ chấm 0, trừ chấm 7. Đó, nó phải có cái ngắn như thế này, subdivision, rồi, chọn cái đường này, mình bấm S, như được rồi ha. Ok, bây giờ bên này cũng như vậy luôn, Ctrl R, chụp phải, để kết thúc lệnh, bấm Ctrl S, xin lỗi, bấm S cho nó bằng. Này. Và Gen X Ctrl vô đây luôn cũng cũng được. Rồi Ctrl R kéo nó ra ngoài này, trừ 0.7, trừ 0.7, subdivision lên, shift set. Mình thêm những cái đường thẳng để mà những cái đường như thế này nè nó cứng thôi. Rồi bây giờ tiếp tục cái subdivision này. Rồi bây giờ mình bấm số 1, mình bấm xin lỗi, bấm số 2, chọn đường này, shift and shift, bấm chọn này là chọn hai đường. Các bạn bấm cho mình là Ctrl B, nhấn shift kéo nó ra một chút, run cái con chuột cho nó có ở giữa. Các bạn chọn cho mình ở đây là 0.005 được chưa? Các bạn subdivision lên. Đó, là chỗ này nó sẽ cứng ha. Đó. Nếu mà muốn nữa thì bấm S X giãn nó ra một chút, ví dụ như là 1.03. Đó, được chưa? Được rồi ha. Rồi, tiếp tục ở đây cũng vậy luôn. Ctrl R ở đây một đường, kéo nó lên trên này là 0.8 đi ha. Ctrl R. Đây là 0.8. Rồi bây giờ mình kiểm tra tất cả các cái mặt đều là màu xanh hết rồi đúng không? Ok. Thằng này bây giờ mình sẽ mirror. Thằng này nó mirror qua thằng nào? Mirror qua cái thằng Cube 003 nè, đúng không? Cube 003 là thằng nào? Tìm nó trên này. Đó. Là cái thằng low poly hoặc thằng này đúng không? Có thằng này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mirror thằng này qua. Kéo thằng này lên đi. Clipping luôn. Chọn cho mình là cái thằng này. Được chưa? Ok ha. Đó. Đẹp. Control us. Rồi như vậy là các bạn đã hầu như là 99% rồi ha. Bây giờ mình chỉ cần làm cái phần ở dưới. Phần ở dưới mình bấm A, mình bấm H đi. Rồi bây giờ mình chỉ cần vẽ cái thằng này. Vẽ cái thằng này, chỉnh một chút xíu cái đường này và vẽ nguyên cái cụm này nữa là xong rồi đó. À, rồi, anh ha.